Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình, và mình chính là người kể chuyện KSD. Và ngày hôm nay, mình sẽ kể cho tất cả các bạn nghe câu chuyện về một cái chết kinh khủng và khủng khiếp nhất trong thế giới Minecraft. Câu chuyện được diễn ra như sau. Ok, thuyền đã vào bến rồi và mọi chuyện có vẻ như là ổn thỏa. Mình về lại ngôi làng của mình trước khi là trời tối luôn và cũng chưa tới là buổi chiều nữa. Các bạn nhìn em thấy không? Mặt trời đó nha cũng chỉ vừa mới đang dần dần ngã về buổi chiều thôi, chứ chưa có là chiều hẳn. Nói chung đó hả, ngày hôm nay thật sự là một ngày rất là tuyệt vời và thành công. Thì hôm nay các bạn ơi, là mình mới quyết định đó nha, là mình sẽ quay trở về lại ngôi làng của mình á. Bởi vì mình cảm thấy rằng các bạn ạ, phiêu lưu chu du ngoài thế giới bên ngoài các bạn ơi, thật sự đó nha, là mình cảm thấy rất là mệt mỏi luôn. Thế giới bên ngoài đáng sợ và kinh khủng nhiều hơn mình nghĩ luôn á. Cho nên là ngày hôm nay mình mới quyết định quay trở về lại ngôi làng của mình bằng chiếc thuyền nè. Và thật sự hả, đây là một chuyến đi cực kỳ may mắn cũng như là ổn thỏa. Bởi vì tất cả mọi thứ, tất cả những gì mình gặp được trên buổi đi về ngày hôm nay đó nha, cũng chỉ toàn đều là những điều bình yên mà thôi. Thôi rồi, bây giờ mình nghĩ rằng đó hả, là mình nên mau chóng quay trở về lại ngôi nhà của mình để mà cất bớt đồ đạc thôi các bạn. Chứ nếu không đó hả, mình sợ rằng đó hả, là túi đồ của mình nhiều quá sẽ làm cho người mình cảm thấy nặng nhọc và mệt mỏi. Thôi rồi, bây giờ bắt đầu về lại ngôi nhà của mình thôi. Các bạn coi nè, thấy không? Đây chính là ngôi nhà của mình đó các bạn ơi. Rồi, mở cửa ra nào và... Hả? Ủa? Cái gì kia? Cái gì vậy? Và ơi các bạn ơi, tự nhiên biến mất rồi. Ủa, ơi hồi nãy đó nha, rõ ràng đó hả, là có phải đó nha, các bạn hả cũng đã thấy được cái thứ mình thấy đúng không? Tự nhiên đó hả, mình đi về lại ngôi nhà của mình, mình vừa mở cửa ra thì ở phía bằng cửa sổ các bạn ơi, từ từ để em ra coi thử coi. Và ủa, cái gì vậy? Hồi nãy rõ ràng đó nha, là ở bên ngoài cái cửa sổ này, mình thấy có một bóng người nhìn vào bên trong ngôi nhà của mình. Mà nói đúng hơn đó nha, là hắn ta nhìn mình rồi các bạn. Mà mình để ý kỹ đó nha, thì hình như đó hả, là mặt hắn ta màu đen, rồi hai khóc mắt màu đen hay sao đó. Mà hình như mình còn thấy đó nha, thì cái miệng của hắn ta dài ra đen thùi lùi luôn á. Đúng không vậy ta? Các bạn ơi, hãy nói với mình rằng đó nha, là mình không nhìn nhầm đi. Các bạn đó hả cũng đã nhìn thấy giống mình đúng không? Hãy trả lời dưới phần bình luận cho mình biết nha. Chứ thiệt sự đó hả, chẳng lẽ mình mới đi xa ngôi làng của mình có một vài ngày thôi mà bây giờ hả mình hóa mắt hóa gà, mình hóa cuốc hả ta, mình bị quán gà mình không thấy gì hả? Thôi được rồi, mình nghĩ rằng đó nha, là trong cái thời gian mình ra khỏi ngôi làng của mình á, thì chắc hẳn á hả, là bên trong ngôi làng của mình đã có chuyện gì đó không hay xảy ra. Mình nghĩ rằng đó nha, bây giờ đó hả, chính là lúc mà mình cần phải đi vào vòng ngôi làng để tìm hiểu thử xem các bạn ạ, là liệu thực sự quanh ngôi làng của mình dạo gần đây đó hả, đã xảy ra chuyện gì. Được rồi, đi thôi, chứ nếu không đó nha, là mình sẽ không thể tài nào biết được chuyện gì đã xảy ra đâu. Và hả, ở đây mình thấy có ba ông dân làng trong ngôi làng của mình đang sợ hãi và nhìn nhau nè. Giống như đó nha, là hình như ba ông ấy đang bàn tán một cái chuyện gì đó. Được rồi, để mình thử lại đó và hỏi chuyện ba ông ấy xem là liệu thực sự đã có chuyện gì xảy ra với lại ngôi làng của mình trong thời gian gần đây. Ơi ba ông dân làng ơi, ba ông dân làng ơi. Ôi, cả ba ông dân làng cùng lúc quay mặt về hướng mình luôn. Ba ông dân làng ơi, dạo gần đây đó nha, trong làng của chúng ta có chuyện gì xảy ra vậy? Mà tại sao cả ba khuôn mặt của các ông đó nha đều bị sợ hãi nha? Ba ông hả đang nói chuyện gì vậy? Rốt cuộc đó nha, là gần đây đó hả, trong làng chúng ta bị gì thế? Gần đây đó nha, tôi không ở trong làng, tôi ra ngoài không mà, cho nên tôi không biết gì hết trơn hết á. Dân làng sợ hãi KSD à, cậu đã bao giờ nghe tới câu chuyện cái chết đen chưa? Hả? Câu chuyện về cái chết đen. Câu chuyện về cái chết đen. Các bạn ạ, các bạn đã bao giờ nghe tới câu chuyện về cái chết đen chưa? Chứ thiệt sự đó nha các ông dân làng ơi, đây đó hả chính là lần đầu tiên luôn á tôi nghe thấy khái niệm thuật ngữ về cái chết đen đó. Và rốt cuộc đó nha, cái chết đen đó hả chính là cái chết như thế nào trong thế giới mà ra về hả các ông dân làng? Rốt cuộc đó nha là chuyện gì đã xảy ra? Cái chết đen trong thế giới Minecraft là một cái chết mà khi đó người ta sẽ không còn nhìn thấy máu của người chết, mà chỉ thấy những bãi sình lầy đen thui, và những bãi đen thui đó chảy ra từ người chết. Hả? Cái gì? Cái chết đen là một cái chết mà khi đó người chết không còn chảy máu nữa, mà ở trong người của người ta, ở trong người của người chết như là hốc mắt, mũi, miệng sẽ chảy ra những cái bãi sình lầy màu đen thui hả?
Và hình như đó nha, là nếu như những cái bãi sình lầy đen thui như vậy hả, thì chắc chắn đó nha, sẽ có một cái mùi cực kỳ kinh dị và khủng khiếp luôn á. Nhưng các ông dân làng ơi, tại sao đó nha, các ông dân làng đó hả, lại nói chuyện về cái chết đen vậy? Rốt cuộc đó hả, là đã có chuyện xảy ra, tại sao các ông lại nói chuyện về vấn đề đó? Cái chết đen là như thế nào vậy? Trong làng chúng ta có một người bị rồi đó, bọn tôi đang sợ hãi đây. Hả? Cái gì? Trong làng của chúng ta hiện tại bây giờ có một người bị dính cái chết đen hả? Cái gì ghê gớm vậy? Trong làng chúng ta có một người bị rồi đó, bọn tôi đang sợ hãi đây, tôi biết rồi mà. Ông sợ hãi tôi biết rồi. Ông mau kể tiếp đi ông dân làng ơi, cái chết đen là như thế nào nữa? Nhưng điều kinh dị ở cái chết đen đó chính là sẽ có một nhân vật xuất hiện để báo trước cho người đó. Nếu nhân vật đó xuất hiện, nghĩa là người đó sẽ dính lấy cái chết đen. Hả? Ông nói cái gì? Vậy là trong ngôi làng của chúng ta đã có một ông dân làng bị dính cái chết đen. Rồi còn chưa kể nữa, ông dân làng này các bạn ơi còn nói rằng đó nha, là điều kinh dị ở cái chết đen đó chính là đó hả, sẽ có một nhân vật xuất hiện để báo trước cho người đó. Nếu như mà nhân vật đó xuất hiện đó nha, nghĩa là người đó sẽ dính lấy cái chết đen. Mà từ 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 các ông dân làng ơi, trước tiên đó nha, thì để tôi coi thử đó hả, là cái xác của cái ông dân làng bị dính cái chết đen đó hả, là trông như thế nào đã. Đợi tôi xíu nha. Rồi các bạn ạ, trời đất, mình mới đi khỏi ngôi làng có 2-3 ngày thôi mà bây giờ đó nha, trong ngôi làng của mình đang xảy ra một cái dịch bệnh, một cái dịch nạn chết cực kỳ kinh khủng luôn, cái chết đen trong thế giới Minecraft đó. Để mình coi thử coi cái chết đen đó hả, ông dân làng đã bị chết là như thế nào nha các bạn. Và các bạn nhìn kìa, ở đây nè các bạn, mình thấy đó nha, có một ông dân làng đang nằm chết nè các bạn ơi. Cái gì vậy? Và hả? Đúng, trời ơi, thật sự là kinh dị. Ông dân làng này chính xác đó nha, đúng là đã nhận phải cái chết đen rồi. Các bạn coi nè, thấy không, người của ông ấy không còn là máu nữa, mà bây giờ nha, từ trong hốc mắt của ông ta chảy ra những cái dịch nhầy màu đen, và trong người của ông ta các bạn ơi cũng dính những cái màu đen nữa. Mình chắc chắn đó nha, đây đó hả là một cái chết đen đó, bởi vì trong cơ thể con người ta là máu các bạn ơi, máu. Và đôi khi đó nha, là cũng có những cái gọi là dịch màu vàng 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 nữa các bạn, gọi là huyết thanh hay gì đó mà cũng không rõ nữa. Nhưng mà đó nha, chắc chắn đó hả, là khi ai đó chết các bạn ơi, những kiểu như này nè, thì hả đáng ra từ trong hốc mắt của họ phải là máu mới đúng. Tại sao bây giờ lại là màu đen? Chẳng lẽ máu người ta chỉ là màu đen hả? Không đúng, đây chính là ơi, mình không biết các bạn hiểu được không nha, nhưng mà một cái mùi kinh khủng đang xộc thẳng vào mũi của mình luôn. Và đây, cái mùi đó các bạn ạ, xuất phát đó nha, từ chính những cái vũng lầy sình lầy màu đen này nè. Đây thật sự đó nha, chính là một cái chết đen trong thế giới Minecraft. Có vẻ như các bạn ơi, ông dân làng đó nha vừa chết không lâu, cho nên ông ấy còn kiểu như là bị giật những cái động, những cái cơ thể các bạn ơi, những cái cơ trong người của ông ta các bạn ơi còn bị giật đó các bạn, nên ông ấy mới xoay đầu được hả. Ghê vậy. Nhưng mà bây giờ nha, từ từ, các ông dân làng này nè đã nói rằng đó nha, là hả cái chết đen chỉ xuất hiện nếu như đó hả có một nhân vật, có một thực thể hả xuất hiện mà báo trước thì người đó sẽ bị dính cái chết đen. Nhưng mà hình như, ủa, hình như là mình ơi, các ông dân làng ơi, có phải đó nha, các ông dân làng nói rằng đó hả, là cái chết đen chỉ xuất hiện khi mà đã có ai đó, hay là một nhân vật nào đó, một thực thể nào đó xuất hiện đúng không? Hình như đó nha, là hồi nãy đó khi tôi về nhà thì ở trong nhà tôi thấy hả có một bóng dáng một ai đó đó nha, nhìn màu đen, cái miệng của hắn ta rất là dài màu đen luôn đó. Liệu hả đó có phải là một nhân vật thực thể của cái chết đen không các ông làng, hay có khi nào đó nha đó chỉ là điềm báo rằng đó nha là tôi sắp chết không phải không không á ông nhân làng ơi, tôi sợ quá đi à, trời ơi tôi sợ cái đổi nha, mà bây giờ đó nha tôi cà lăm luôn rồi nè ông nhân làng ơi, làm sao bây giờ? Cái gì? Cậu đã nhìn thấy bóng dáng của thực thể đen xuất hiện à? Thế thì làm ơn tránh xa bọn tôi ra. Cái chết đen có thể lây đó, làm ơn tránh xa ra, đừng hại chúng tôi. Các bạn ơi, bây giờ ba ông như lần này các bạn ạ, à, sau khi nghe mình kể rằng đó nha, là mình đã nhìn thấy cái hình dáng thực thể của cái nhân vật à, của cái chết đen đó các bạn, thì ba ông như này đã đuổi mình đi rồi. Thôi được rồi, tôi hả tôi không cần ba ông nữa các bạn ơi. Bây giờ nha, chúng ta đã hả đã biết được hả sự thật và cái chết đen trong thế giới Minecraft là gì rồi. Bây giờ nha, cái nhân vật của cái chết đen đó các bạn ơi đã xuất hiện và đang chuẩn bị ám lấy mình, nên chắc là bây giờ nha mình cần phải nhanh chóng tìm cách làm thế nào đó để có thể bảo vệ mình các bạn ơi. Bây giờ mình nên về nhà các bạn, về nhà và gọi là hả nâng cấp và gia cố căn nhà của mình các bạn, để có thể bảo vệ căn nhà của mình khỏi hả nhân vật thực thể ác quỷ cái chết đen các bạn ơi. Rồi mở cửa ra nào, và hơi nữa cái gì phải chơi nữa kìa, các bạn có thấy không?
Hắn ta lại xuất hiện đó rồi mà bây giờ hắn ta lại biến mất rồi. Hồi nãy đó nha, ở đầu video á thì mình thấy hắn ta đứng ở đây, bây giờ hắn ta là đứng ở đây nè, giống như ấy nha, là hắn ta đang ngày một tiến gần lại mình hơn á các bạn. Mình phải làm sao bây giờ, các bạn ơi, phải làm sao bây giờ, trời đất ơi. Chẳng lẽ bây giờ nha, mọi chuyện sẽ tới như vậy với mình hả các bạn? Chẳng lẽ mình sẽ chết trong thế giới Minecraft hay sao? Mình sẽ dính lấy cái nạn chết đen các bạn. Mình không muốn đâu các bạn ơi. Ủa, cơ mà, chuyện này là sao? Tự nhiên đó nha, ở bên ngoài mọi thứ tối thui và đen kịch vậy. Mình nhớ rõ ràng đó nha, là hồi nãy đó hả, đang là trời sáng mà. Mình vừa lên lòng các bạn ơi thì còn là trời sáng. Tự nhiên bây giờ ấy nha, trời tối thui à, mọi thứ đều đen kịch luôn. Vậy làm sao, chuyện gì vậy? Ủa, ai đây? Hả? Black Death Steve. Steve, cái chết đen đã tới lúc mang ngươi đi. Cái chết đen đã đến với ngươi. Hả, là sao, chết đi ôi. Bạn đã chết. KST đã bị giết bởi Black Death Steve. Các bạn ơi, mình dính cái chết đen rồi. Ôi không. Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện về cái chết đen trong thế giới Minecraft. Như các bạn cũng đã thấy, lý do xuất hiện cái chết đen đó chính là bởi vì đã có một nhân vật thực thể Steve biến dạng xuất hiện. Thực thể Steve đó được mang tên Black Death Steve, hay còn được gọi là Steve cái chết đen. Và nếu như bất cứ ai nhìn thấy Steve cái chết đen, thì một cái chết kinh khủng và khủng khiếp nhất sẽ xảy tới với họ. Họ sẽ bị chảy máu, chảy hết tất cả những thứ trong người ra. Tuy nhiên đó không phải là máu nữa, mà tất cả những thứ đó chính là sình lầy màu đen. Và đã có hai người dính cái chết đen, đó chính là mình, cũng như là một ông nhân làng. Và ở cảnh cuối cùng các bạn có thể thấy, cái chết đen đã làm cho cơ thể mình và bản thân mình dính lấy hết tất cả những màu đen. Và điều kinh khủng nhất mà các bạn nên cẩn thận đó chính là cái chết đen có thể lây lan. Vì vậy, hãy thật sự cẩn thận khi chơi Minecraft nhé. Và mình nghĩ rằng bây giờ mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này, hãy cho mình một lượt like. Và nếu như các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi hết video này nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại. Thank you.